Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 6 tháng 8 năm 2023, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai chiếc xe ô tô khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực km 199 100, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin từ công an địa phương, thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 51D 61879 do tài xế Đoàn Minh Thành 25 tuổi cầm lái, chạy theo hướng từ phía Bắc Mò Nam. Trên xe còn có một thanh niên 28 tuổi ngồi ở ghế phụ xe, khi đến địa điểm này, xe tải tông vào đuôi một xe tải gắn cần cẩu biển đang đậu cùng chiều phía trước, do xe bị sự cố thủng lốp phải dừng lại. Đáng chú ý, vị trí chiếc xe thủng lốp đang đậu trên đường cao tốc không có điểm dừng khẩn cấp. Cú tông làm phần đầu bên phải xe tải do anh Đoàn Minh Thành cầm lái găm chặt vào đuôi xe tải gắn gần cẩu, bẹp nát đầu đến biến dạng. Thanh niên 28 tuổi ngồi bên ghế phụ bị văng từ ghế ngồi ra thùng sau xe tải và tử vong tại chỗ. Tài xế Đoàn Minh Thành cũng bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Lực lượng cảnh sát giao thông của Bộ Công an đã có mặt điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực có vụ tai nạn này. Lúc 8 giờ 30 sáng nay, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đưa cả hai xe bị nạn ra khỏi hiện trường để lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết được thông suốt. Đây là lần thứ hai xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và là vụ tai nạn thứ tư kể từ khi tuyến cao tốc này đi vào vận hành, khai thác. Một chi tiết rất giống nhau giữa các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết thời gian qua là xe sau tung vào xe trước đang đậu cùng chiều các vị trí xảy ra tai nạn giao thông đều không có đèn chiếu sáng trên đường và đều xảy ra vào ban đêm hoặc gần sáng